Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh điện thoại cũ giá rẻ của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái con máy giá thành rẻ, hàng chính hãng. Con này mới mua được có 10 ngày bảo hành tới tháng tin ngày 10 ngày mùng 5 tháng 4 20. Mới mua ngày mùng 5 tháng 4 20 năm tháng 4 này. Còn bảo hành tới tháng 10 2021. Máy ngoại hình đẹp keng. Xiaomi Note 8 Pro, hàng chính hãng, máy đẹp keng, đẹp chính chính nha. Con này 128GB nha, giá mình đang bán con này là 4.4 triệu. Phụ kiện cáp sạc Samsung 4.4 triệu nha anh em. Con này xài chip rất là mạnh, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128, ngoại hình thì 99, không mới mua có được mấy ngày à. Con này còn bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong thế giới động nha anh em, nếu mà có gì trong vòng 1 tháng là được đổi máy mới luôn, sạch ra thế giới động mà đổi mới. Con này hàng của thế giới động, con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128, chip Helo G90T hay sao á. Camera này rất là đẹp, Redmi Note 8 Pro nha. Anh em là cần mua thì liên hệ Zalo mình nha, 0966677829. Chip thì khá là mạnh, chip Helo G90T 8 nha, màn hình 6.53 Full HD, camera chính 64MP, phụ một cái chính là 64MP, một cái phụ là 8MP, phụ 2MP, camera trước 20MP. Trời ơi, pin 4500 nha. Pin này xài được 2-3 ngày. Con này bao chiến game chụp hình được mọi thứ quá chuẩn luôn, quá đẹp. Trong cái tầm giá tiền này chắc không kiếm con nào qua em nó đâu, đẹp chưa, không ai qua nó đâu. Bảo hành thì bảo hành xa vời lắm, 18 tháng nữa bảo hành cỡ đó thì xài chắc nên đa cái máy nát, còn chưa còn bảo hành nữa. Anh em nào quan tâm thì liên hệ Zalo mình nha. Zalo mình nè, app Zalo mình. Anh em giá rẻ cho anh em. Liên hệ sớm thì còn nha, trễ thì hết.